Tối 8 tháng 5, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ra quyết định xử phạt hành chính 20 triệu đồng đối với công ty MST do tự ý thành lập trung tâm MST English để tổ chức dạy ngoại ngữ. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến, giáo viên của trung tâm, bị phạt 5 triệu đồng do xúc phạm danh dự nhân phẩm của người học. Sở Giáo dục Hà Nội thông báo dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy tiếng Anh tại công ty MST, trung tâm ngoại ngữ MST English bị giải thể. Trước đó, ngày 5 tháng 5, video cãi nhau giữa cô Nguyễn Thị Kim Tuyến và học viên của trung tâm MST xuất hiện trên Facebook khiến cộng đồng phẫn nộ. Khi bị từ chối đóng phạt, cô giáo gọi học viên là con lợn, thằng cù nhầy, thằng mặt người óc lợn và nhiều ngôn từ tục tĩu. Cô khẳng định không cần tư cách giáo viên giải rách, yêu cầu học viên tuân thủ luật lệ bởi đã ký cam kết trước khi học. Trước đó, ngày 7 tháng 5, Sở Giáo dục tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến. Bà Tuyến chỉ xuất trình được bản sao bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán, các văn bằng chứng chỉ khác chưa được cung cấp được. Đóng